Ghế limousine đầu tiên là chiếc Sienna 2011, đã hơn 10 tuổi rồi. Độ lại băng ghế limousine và bên trong này là chiếc Kia Carnival 2022. Và bây giờ thì mời anh em cùng xem qua nội thất của xe trước khi độ. Hiện tại thì Bro Tu đang thực hiện thi công cách âm chống ồn cho chiếc Kia Carnival 2022. Và hiện tại thì các anh kỹ thuật viên đang tiến hành làm cách âm sàn xe cho chiếc Kia Carnival. Thi công thì hôm nay Bro Tour đã hoàn thiện xong chiếc Kia Carnival này. Hạng mục độ ghế limousine, làm sàn gỗ, cách âm chống ồn và độ loa cho xe. Bây giờ Hằng sẽ vào trong trải nghiệm xem sau khi độ ghế limousine thì cảm giác sẽ như thế nào nhé. Ngồi rất là êm. Và cái này thì chúng ta chỉnh điện 8 hướng nha. Nâng lên và có thể chế độ massage nữa, chế độ massage quạt gió. Và ở đây thì chúng ta còn có thêm một cái bể đỡ chân. Và đây Hằng sẽ test thử nhé, bể nâng chân nè. Rất là thoải mái luôn. Và đây Hằng sẽ nói một chút về sàn gỗ ha. Hằng sẽ review rất là nhanh cho mọi người có thể xem qua. Và đây là sàn gỗ, mọi người thấy nè. Đây là sàn gỗ tự nhiên, rất là chắc chắn nào. Rất là chắc chắn luôn, không có bị phập phồng gì hết nè, nhún nhảy thoải mái. Và bên cạnh chiếc Carnival này thì màu trắng này thì Bro Tu cũng nhận thêm một chiếc Carnival màu đen ở bên này. Chiếc Carnival màu đen này thì cũng đã tháo chi tiết ra để cũng độ ghế limousine, làm sàn đá. Đó, và cách âm sau Hằng sẽ review cụ thể với chiếc xe Carnival màu đen này. We'll be right back.